Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Chúc Mộc Lòng Má của tác giả Phù Chết, trường phiên ngoại 1, tập 85, Quách Sư Huynh. Cặp của Tưởng Tùng và Quách Sư Huynh đó mọi người. Tưởng Tùng ngồi trong phòng mình xem phim ma liên quan tới linh hồn trẻ em, bộ này là Phó Nhất Kiệt đưa cho, bảo là hay lắm. Nghe nói Phó Khôn xem xong 3 ngày không dám đi nhà xí một mình, nhìn thấy trẻ con là đi đường vòng. Hôm nay trong căn nhà hai phòng này chỉ có mình Tưởng Tùng, Quách Vũ đến nhà sách, chắc phải chốc nữa mới về. Anh ta không ở đây, Tưởng Tùng thấy tâm trạng ăn cơm cũng chẳng có, cảm thấy chán còn không bằng tự dọa mình. Tuy rằng lúc ăn cơm, anh cũng chẳng nghe thấy âm thanh từ tivi, Quách Vũ cũng chẳng nói gì. Quách Vũ còn thích chuyển tivi sang kênh thiếu nhi nghe mà tưởng Tưởng Tùng sắp dính lại. Nhưng kể cả vậy thì cũng vui hơn so với ăn một mình, ít nhất cũng có người để ngắm. Ngay lúc Tưởng Tùng đang phân tâm, bên trong loa bất thình lình vang lên tiếng cười của trẻ em. Cậu tức khắc nổi hết cả da gà, xoa xoa tay. Cậu trước mắt ngước mắt định nhìn xem kịch bản đã phát triển tới bước nào rồi. Vừa liếc mắt nhìn bên màn hình, còn chưa kịp nhìn rõ ràng là gì, hình ảnh đột nhiên thay đổi, một khuôn mặt trắng bệch của một đứa bé nhảy ra ngoài. Vành mắt đen ngòm thấm máu, tiếp đó là một tràng cười lạnh cùng với tiếng nhạc quỷ dị đột nhiên xuất hiện bên trong loa. Tưởng Tùng sợ tới mức cũng thét lên a một tiếng. Trần không nhìn được đạp mạnh về phía trước, cố để mình cách xa màn hình hơn. Cậu đã từng thảo luận với Phó Nhất Kiệt về vấn đề xây dựng bầu không khí trong phim kinh dị, dùng âm thanh kinh dị đột ngột vang lên được hai bọn họ đồng thời cũng coi là thủ đoạn cấp thấp nhất. Nhưng giờ cậu lại bị thủ đoạn cấp thấp nhất này dọa cho tới mức thét lên một tiếng thê thảm, đạp bàn rồi trượt cả người ngã về sau, ngã xuống đất. Địch Tưởng Tùng giãy giụa hai lần mới đá văng được cái ghế. Từ bên trong loa bắt đầu vang lên tiếng khóc của đứa bé không có mắt kia. Tưởng Tùng hơi bực bội đứng lên định tắt phim đi, mà mới bước được một bước khóe mắt quét tới cửa phòng của mình. Cậu không khóa cửa mà chỉ đóng hờ. Nhưng cửa không biết từ lúc nào đã hé lên một cái khe, cậu lập tức cảm giác được ruột xoắn hết lại. Trời giá rét, cửa sổ đóng kín mít, gió ở đâu ra chứ? Lúc quay đầu muốn nhìn kỹ, một cái đầu màu đen bù xù thò vào qua khe cửa hẹp của khoảng nửa mét. Cái quái gì vậy? Tưởng Tùng sợ quá, tóc tai dựng đứng hết cả lên, hết một tiếng như thể cho đỡ sợ. Cút ngay! Lập tức cửa mở ra, Quách Vũ mặt khó hiểu đứng ngoài cửa. Cậu làm cái gì đấy? Quách Vũ. Tưởng Tùng ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn đất, sửa mới phát hiện đó là dép lê hình con gấu lồng sổ Quách Vũ mua hồi cuối tuần trước. Đầu con gấu to chừng bằng quả bóng đá dính trên chân. Tôi mới vừa vào nhà. Quách Vũ quay người xách túi đi lon để trên bàn phòng khách đi vào bếp. Cậu ăn cơm chưa? Tôi nấu mì cậu ăn không? Ăn, em vẫn bị đói tới giờ. Tưởng Tùng tắt bộ phim đang xem giờ đi theo. Làm nhiều tí cho em ăn cũng không ăn. Quách Phú cởi áo khoác đưa cho cậu. Mì trộn tương được không? Quá được. Tưởng Tùng lấy áo đi lên treo. Chuyện nấu cơm thì Tưởng Tùng làm rất khá, mà Quách Phú làm mì trộn tương thì đặc biệt ngon. Chỉ là hơi tốn thời gian. Món ăn đơn giản nhất anh ta cũng phải dằn vặt hơn một tiếng. Lúc trở lại nhà bếp, Quách Phú đang xoắn ống tay áo sơ mi. Tưởng Tùng sờ vào cửa nhìn. Động tác của Quách Phú xoắn ống tay áo sơ mi cũng rất nghiêm túc, như thể xoắn ống tay áo có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mùi vị của mì trộn tương không bằng. Có điều Tưởng Tùng rất muốn xem. Anh về cũng chẳng gọi một tiếng làm em sợ suýt tè đâu quần. Tưởng Tùng tìm bừa một chủ đề, nếu cậu không mở miệng, Quách Phú rất có thể sẽ im lặng tới lúc làm xong bữa mì này. Tưởng cậu nghe thấy tiếng cửa nhà mở rồi chứ? Quách Phú cầm quả dừa chuột rửa xong thì để lên thớt bắt đầu gọn. Không nghe thấy. Tưởng Tùng cũng cười, bộ phim kia thật ra cũng không sợ lắm. Quách Phú liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục cắt dừa chuột. Thế phải bộ sợ chắc cậu đã phải nhảy ra ngoài cửa sổ chăng? Em làm bị anh sợ. Tưởng Tùng chép miệng chỉ vào dép của Quách Phú. Anh nói xem, anh khi không lại đi đôi dép mua như thế làm gì, vừa dễ bật lại không dễ giặt, nhìn còn sợ nữa. Ấm chân mà. Quách Phú cắt dừa chuột xong bắt đầu sang thái sợi cà rốt, cắt hai nhát thì dừng. Lấy hồi tôi cái kính mắt tới đây, thái sợi không nhìn rõ. Được,
Tưởng Tùng chạy vào trong phòng của Quách Phú, cầm lấy kính mắt của anh ta. Quách Phú bình thường không hay đeo kính, lúc đọc sách và khám răng cho mọi người thì mới đeo. Tưởng Tùng cảm thấy anh ta đeo kính nhìn cũng không tệ, nhưng không thích cảm giác lúc anh ta đeo kính. Người này đeo kính vào là trông càng nghiêm chỉnh. Tưởng Tùng nhìn cứ có cảm giác mình như là nợ Quách Phú một bài luận văn tới nơi. Quách Phú giảng co trong bếp một tiếng đồng hồ, làm ra hai bát mì trộn tường cùng Tưởng Tùng bê bát ngồi trên sofa, vừa ăn vừa xem tivi. Giờ này không có chương trình thiếu nhi để xem, Quách Phú chuyển sang kênh nông nghiệp, vừa ăn mì vừa chăm chú xem làm thế nào để tăng tỷ lệ heo xuất chuồng một cách hợp lý. Tưởng Tùng cầm hơi cầm nín, cái người Quách Phú này thực sự là cậu không đoán ra nổi. Nếu như mới ban đầu cậu chỉ hơi có hứng thú với Quách Phú, người này vẫn luôn có không có bạn gái, cậu chỉ muốn tìm hiểu xem anh ta có phải là gay không. Vậy mà giờ càng tìm hiểu càng sâu, tình hướng của anh ta vẫn là một bí ẩn, nhưng Tưởng Tùng lại bắt đầu hơi không khống chế được. Cho tới tận bây giờ, với chuyện tình cảm, Tưởng Tùng vẫn giữ ý nghĩ cũng chỉ là vậy thôi. Cậu không chăm chú cũng không chờ mong ai có thể nghiêm túc với cậu, mọi người đều giống nhau. Lúc thích hợp thì tụ hỏi là chơi đùa, chán thì tách ra. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian chỉ chơi lâu như vậy, cậu bắt đầu có ý nghĩa không chỉ muốn chơi đùa đơn giản như vậy với một người. Lần trước, nghiêm túc với một ai đó là lúc nào cậu cũng không muốn nhớ lại. Lần trước nữa thì trái lại rất muốn quay đầu hoài niệm. Phó Nhất Kiệt vẫn luôn là một người rất hoàn mỹ trong lòng cậu. Dù giờ cậu chỉ còn lại tình nghĩa anh em với Phó Nhất Kiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện Phó Nhất Kiệt là người đầu tiên khiến cậu rung động, cũng là lần đầu tiên khiến cậu nhìn thẳng vào tính hướng của mình. Về phần Quách Phú, cậu dùng khóe mắt quét một vòng. Quách Phú bên cạnh cái người con trai nghiêm túc thích xem chương trình thiếu nhi, nhìn một đám heo chen lấn mà vẫn có thể say sưa ngon lành ăn mì này, người này có sức hấp dẫn gì đâu. Không thích nói chuyện đàng hoàng trình trọng, không đeo kính thì là người anh lớn nghiêm túc đeo kính vào rồi thì thành giáo sư nghiêm túc. Ngoài mì trộn tương, những món khác làm xong đều như thể thức ăn thừa. Một người rất tẻ nhạt lại cố tình vào những lần tưởng thừa nghĩ như vậy. Tưởng Tùng nghĩ như vậy, đột nhiên làm ra những hành động khiến người ta hơi mờ mịt, ví như đột nhiên đi mua một đôi dép bông rủ rủ đi trong nhà. Còn có một lần, Tết cây chầu bà Tưởng Tùng trồng trên ban công thành bím tóc đôi xám. Tháng trước thì lại nảy sinh ra ý tưởng bất chợt đổi móc treo inox trong phòng tắm thành móc hoạt hình bằng nhựa. Kết quả là qua một đêm đã rơi xuống bao nhiêu khăn bông trong phòng tắm rồi tán loạn dưới sàn. Những thứ không hiểu ra sao không hề ăn nhập với người này, lần nào cũng có thể vào lúc Tưởng Tùng sắp mất đi hứng thú với anh ta, kéo còn lại một cái. Nếu không ai lại bảo con người ta tính là hiện tiện cơ chứ. Đổi theo, liếc cũng không buồn liếc, liếc mắt một cái, thế nhưng không quan tâm là vô tình hay cố ý, rút mắt hứng thú cái là lập tức thấy sợ. Chốc nữa anh xem phim không? Tưởng Tùng ăn xong, bể bát chờ Quách Phú, hai người bọn họ bình thường phần công một người nấu một người rửa. Phim gì? Quách Phú bỏ bát khom tay vào cậu. Cái em vừa mới xem đấy. Nhất Kiệt giới thiệu bảo là làm anh cậu thấy sợ tới mức đi nhà vệ sinh cũng phải tổ chức thành hoạt động tập thể đi. Chưa búp xong thì kiên quyết không mở nắp bồn cầu ra. Tưởng Tùng cầm bát đi vào nhà bếp. Xem không? Cậu không dám xem một mình hả? Quách Phú hỏi. Hơ, Tưởng Tùng cũng hơi bất đắc dĩ. Anh buồn cười thật đấy. Em phải không dám xem thì mới gọi anh hả? Em chỉ hỏi anh có muốn xem cùng không thôi mà. Ừ, xem đi. Quách Phú cũng gật đầu. Chờ em rửa bát xong. Tưởng Tùng vừa nghe thì đã hăng hái lên, mở nước rửa hai cái bát tới mức gió thổi nước lên. Trước đây cậu thỉnh thoảng sẽ cùng Quách Phú xem phim, nhưng bình thường đều là xem phim hài. Cậu cười sặc sụa một tràng, Quách Phú sẽ cười hai tiếng. Rất tiết chế. Nghe tiếng cười tiết chế như thế, Tưởng Tùng cũng sẽ có một ảo giác như thể mình là thằng ngu, cho nên không mấy khi gọi Quách Phú xem cùng. Cậu chưa xem phim kinh dị với Quách Phú bao giờ, không biết năng lực chịu đựng của Quách Phú thế nào. Nếu như nhìn thấy chỗ đáng sợ rồi Quách Phú sợ, cậu có khi sẽ có cơ hội lại gần sợ hai cái an ủi, tiện thể xác nhận Quách Phú có thái độ thế nào với tiếp xúc của đàn ông. Tưởng Tùng cũng được phòng bố trí ấm mát trên sofa,
Lúc mùa sàn giá rất chất đầy gối dừa, còn lấy một miếng thảm lông gà rồi trải trên sàn trước sofa. Cậu mở bộ phim ra thêm lần nữa, ấn tạm dừng rồi tắt đèn trong phòng đi, đổi thành đèn sạc bên cạnh ghế sofa. Ánh đèn vàng ấm áp răng rắc khắp phòng, nhìn ấm áp mà ấm mùi. Quách Vũ thay quần áo xong đi vào phòng, vừa vào thì đã nói một câu rất phá hoại bầu không khí. Sơn Đồng hả? Câu này làm cho Tưởng Tùng cũng xoay xoay lại điều chỉnh tư thế dựa vào dễ chịu khá phiền lòng. Đây gọi là bầu không khí. Xem phim ma còn phải có bầu không khí hả? Quách Vũ ngồi xuống sofa cầm lấy cái gối ôm. Xem bí quyết lùi lợn mới không cần bầu không khí đó. Tưởng Tùng cũng tức giận nói, hơi di chuyển về phía sau anh ta, rồi dựa sát vào bên cạnh. Mùi bột sạt tươi mát trên áo ngủ của Quách Vũ khiến tâm lý Tưởng Tùng hơi lay động. Tùy nói cái mùi này cầm hộp bột sạt của Quách Phú lên là ngửi được, nhưng từ trên người Quách Phú hòa lẫn hơi thở của anh ta lan tới, cảm giác thì lại khác. Tưởng Tùng trong lòng cũng dập dờn, suýt nữa định đưa tay vào trong đúng quần mình theo thói quen. Xem đi. Cậu nhảy dựng lên ấn phim chạy một lúc rồi ngồi trên sofa lại nhích về phía Quách Phú. Khoảng một phần ba phía trước, Tưởng Tùng thì đã xem rồi. Cậu xem một mắt liếc một mắt, lực chú ý đều để lên người của Quách Vũ. Quách Vũ từ sau khi ngồi xuống dựa vào tay ghế vìm sofa thì ôm cái gối không đồng đẩy, mặt mày cũng nghiêm túc xem, kính mắt có lớp phản quang nên không nhìn rõ thấy mắt của anh, cũng không biết đây là sợ hay là không sao. Lúc mặt đứa trẻ kia đột nhiên xuất hiện trên màn hình, tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng Tùng Tùng vẫn nhỏ giọng nói một câu đây. Quách Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tưởng Tùng lập tức phục anh ta tới sát đất, sửa sang lại gối rửa. Mới vừa lúc nãy anh về em đang xem tới đấy, làm em sợ mất một lúc. Quách Vũ cũng chẳng nói gì. Tưởng Tùng không nhìn được liếc mắt nhìn anh ta, người nọ không phải là hơi bình tĩnh quá hả? Gan anh to thật đấy. Tưởng Tùng bổ sung thêm một câu. Quách Vũ vẫn không có đồng tính gì như cũ. Quách Vũ. Tưởng Tùng cảm thấy có gì đó không đúng, lại gần nhìn chằm chằm lên mắt kính anh ta. Bác sĩ Quách, anh không phải là sợ ngất đi được chứ? Quách Phú im lặng, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Quách sư huynh. Tưởng Tùng đưa tay lấy kính mắt trên mũi của Quách Phú xuống. Anh, ở đây. Quách Phú nhắm hai mắt, mặt nghiêm túc ngủ. Tưởng Tùng cầm cái kính mắt cả buổi vẫn không biết nên làm gì. Mẹ nó chứ, này cũng quá trâu bò rồi, xem phim ma mà cũng ngủ được. Quách Phú. Tưởng Tùng lại gọi anh ta nhỏ giọng nói, bé lừa rồi, cứu mạng. Quách Phú không đồng đầy, hô hấp còn rất đều, cảm giác ngủ rất sâu. Có cướp, xác trong phòng anh bị cướp hết rồi. Tưởng Tùng lại nhỏ giọng la lên, thổi nhẹ lên mặt Quách Phú, cứu mạng. Lồng bì của Quách Phú rụt lên hai cái rồi lại lặng lẽ trở lại. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng nhạc đáng sợ vang ra từ trong loa cũng không thể khiến anh ta có đồng tính gì lớn hơn. Tưởng Tùng chép miệng giơ tay phất phất trước mặt Quách Phú mấy lần, sau đó chậm chạp lại gần lòng bàn tay cũng cảm nhận được hơi thở của Quách Phú. Cậu hắng giọng nói, Quách Phú, anh sắp bị cướp xác rồi. Tay để cách mặt Quách Phú chừng hai tấc một đúc, Tưởng Tùng chắc chắn người nọ không tỉnh là trong chốc lát, thế là hạ tay xuống sờ lên mặt của Quách Phú. Sống mũi Quách Phú rất cao cũng rất thẳng, đầu ngón tay Tưởng Tùng trượt xuống theo sống mũi của anh ta, rời xuống trên môi, đôi môi hơi khô, Tưởng Tùng có hơi kích động muốn đi tới liếm liếm cho anh ta. Chầm đầu phối hợp với tiếng nhạc âm trầm mà vẫn có thể mơ tưởng viển vông, cởi áo Quách Phú xòa xòa khiêu khích, da thịt sán chặt dây dừa về vuốt tiếp đó là... Chẳng mấy chốc Tưởng Tùng cảm thấy mình bắt đầu có phản ứng. Thế này cũng được coi là luyện tới một cảnh giới nhất định. Đang chìm đắm vào trong ý nghĩ phải làm thế nào để từng chút một ăn sạch Quách Phú vào bụng mà vẫn chưa đã thèm. Hai mắt Quách Phú đột nhiên mở ra, đẩy tay Tưởng Tùng đang chặn nhẹ lên môi mình. Đang phát công. Ở đây. Tưởng Tùng sợ hết hồn rút tay về thật nhanh. Anh tỉnh rồi hả? Bị cậu đâm cho tỉnh. Quách Phú chống tay lên ghế sofa, hơi di chuyển, từ nửa nằm chuyển thành ngồi tựa vào. Cậu làm gì đấy? Định khám răng cho anh. Tưởng Tùng cầm cái gối qua đặt lên đúng quần mình rồi ôm lấy. Cũng không quá ngượng ngùng, dù sao thì da mặt dày cũng không phải ngày một ngày hai luyện ra được.
Quách Phú nhằn răng dùng đầu ngón tay gõ lên răng của mình. Sờ hai cái ngoài miệng đã khém được, đây là kỹ thuật mới hả? Tưởng Tùng liếc mắt nhìn anh ta, mạch não người này không giống người khác, cậu không nghe ra được câu này là thật hay giả. Anh tỉnh lúc nào? Cậu hỏi một câu. Không rõ lắm, cậu nói chuyện với tôi đúng không? Quách Phú vẫn đang gõ răng, vừa gõ vừa hỏi. Nói mà, em hồ cứu mạng bén lửa, xách anh cháy sạch, có cướp cởi quần áo giờ cho lưu manh. Tưởng Tùng nhìn chằm chằm vào anh ta. À, Quách Phú cũng ngơ ngác nụ cười, cầm kính mắt của mình từ trong tay Tưởng Tùng sang đeo lên. Tôi nghe thấy còn từng là mơ, cậu đúng là ấu trĩ. Sư huynh, Tưởng Tùng nói rất chân thành. Em biết nguyên nhân anh mãi vẫn chưa có bạn gái. Rồi, anh không có bạn gái không kỳ quái gì hả? Anh có mới là lạ. Đừng có nói như thế. Quách Phú cười nói. Cậu không phải cũng chưa từng có đó thôi. Em không có bạn gái là có lý do rất chính đáng. Tưởng Tùng đứng lên rót hai cốc sữa chua. Cậu chưa kể chuyện mình với Quách Phú. Cậu không dám. Cái người Quách Phú này rất nghiêm túc. Có khi quan điểm cũng chẳng hề mới. Đã vậy, nếu kết cấu đầu óc cũng còn giống người khác, cậu không có cách nào đoán được phản ứng của Quách Phú. Không dám nói ra tùy ý, cực kỳ chính đáng. Tưởng Tùng đưa một cốc sữa chua cho Quách Phú, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Lý do chính đáng. Quách Phú uống một ngụm sữa chua, cau mày suy tư một lúc lâu, rồi đột nhiên tư thế bỗng nhiên tỉnh ngộ, la lên một tiếng. Nhìn Tưởng Tùng một lúc lâu vẫn chẳng nói gì. Tưởng Tùng không để ý tới anh ta, kể cả Quách Phú phản ứng rất mạnh, nhưng Tưởng Tùng cảm thấy khả năng anh ta đoán được mình không có bạn gái là vì tính hướng cơ bản là số 0, nên cũng chẳng lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình uống sữa chua. Chỉ mới chốc lát như thế, chẳng biết phim đã diễn tới đâu. Cả một đám người ôm đầu khóc rấm, không khí phim ma mất sạch, chẳng còn gì. Một bộ phong cách luân lý gia đình. Nice. Quách Phú cũng thở dài, vừa uống sữa chua vừa nhìn màn hình, rồi cũng chẳng nói gì tiếp. Mà một lúc sau, Tưởng Tùng vừa cảm thấy bên trong tiếng thở dài của Quách Phú tràn ngập thông cảm. Cậu ngắm lại thấy không được hợp lý lắm, cho nên quay đầu lại nhìn Quách Phú. Anh thở dài mà làm gì? Chắc chứa được thôi, dù sao cậu cũng học y mà, Quách Phú nói. Chứa? Tưởng Tùng ngây người, trong đầu lập tức hiện lên mấy phương pháp chữa bệnh điên giật ghê tởm gì đó, nổi da gà dựa trên ghế sofa. Anh biết em nói gì mà anh lại bảo em chữa? Cậu không phải... Quách Phú liếc mắt nhìn cậu, nói cũng hơi vất vả. Cậu không phải... không được hả? Cái gì? Giọng Tưởng Tùng cũng lạc đi. Em không được chỗ nào? Thôi chắc là tôi hiểu lầm. Quách Phú nhanh chóng vùng tay nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì. Ông nội anh. Tưởng Tùng ngắm lại vẫn thấy buồn cười. Anh nghĩ giỏi thật đấy, anh thấy em có thế là giống không được hả? Cũng không chắc, cái này em thôi đâu thấy được. Quách Phú về với trạng thái rất nghiêm túc. Anh có ý gì? Tưởng Tùng chép miệng, anh có cần kiểm tra không? Quách Phú đẩy kính mắt nở nụ cười. Không cần. Phản ứng của Quách Phú khiến tâm lý Tưởng Tùng hơi giật lên một cái. Hình như anh ta cũng không phản cảm gì với câu nói này. Tưởng Tùng tự hỏi một câu. Thế anh là tại sao? Không có bạn gái là vì không được. Quách Phú nở nụ cười, lại cớ kính xuống, kéo góc áo ngủ chậm rãi lau. Tôi phát hiện cậu đúng là... Cái gì cũng nói được. Đây không phải là do anh mở đầu hả? Tưởng Tùng nhích lại gần người ta, tay giả vờ phủ lấy mà sờ lên đùi của Quách Phú một cái. Tôi không có không được. Làm sao anh biết anh vẫn được, anh không phải là không có bạn gái mà. Tưởng Tùng cũng hơi híp mắt lại, anh làm thế nào mà biết mình không có được? Quách Phú liếc mắt nhìn cậu cũng hơi bất đắc dĩ. Cậu... Em làm sao? Em có kiểm tra không? Tưởng Tùng lồn đáp rất nhanh. Được đó, em kiểm tra xem. Tưởng Tùng, hôm nay cậu... Quách Phú cắn môi, hôm nay cậu hơi lạ. Vậy hả? Chắc là bị anh dọa. Tưởng Tùng cười nhấp một ngụm sữa chua. Là thế nào? Không nói rõ được. Quách Phú uống sạch sữa chua trong cốc đều kính đứng dậy. Nhưng tôi có lẽ chắc biết được cậu là vì sao rồi. Hả? Lòng Tưởng Tùng cũng dần dần đột nhiên hơi chột dạ. Ngủ ngon. Quách Phú xỏ dép lông xù vào. Ngủ sớm đi. Quách Phú, anh có ý gì? Tưởng Tùng nhảy dậy. Câu này của Quách Phú cậu không đoán ra được ý cụ thể,
nhưng lại cảm thấy đây không phải là phong cách bình thường của Quách Vũ. Không có gì. Quách Vũ mở đi cửa ra ngoài, xoay người lại giữ cửa đóng lại. Anh nói cho hết đi, cẩn thận em đánh anh bây giờ. Tưởng Tùng một phát tóm lấy tay của Quách Vũ đang bám lên khung cửa. Đang lúc vẫn muốn xông về phía trước, Quách Vũ đẩy vai cậu lại, ngón tay vô ý vòng lên cổ cậu. Ngủ ngon. Tưởng Tùng nhìn chằm chằm vào hai mắt anh ta, không nhìn ra được nguyên cớ gì, nhưng tuyệt đối khác với bình thường. Quách Vũ đóng cửa lại trở về phòng mình, nghe thấy tiếng anh ta đóng cửa xong, Tưởng Tùng ngã xuống sofa. Hơi bực bội, rốt cuộc là có ý gì chứ? Đây là hiểu rồi. Hay là vẫn chẳng hiểu cái rắm gì chỉ giả vờ giả vịt. Suy nghĩ một lúc lâu, Tưởng Tùng đứng lên đi xuyên qua phòng khách, đi tới gõ cửa phòng Quách Vũ. Quách Vũ, anh ra đây cho em một đề tài rất nghiêm túc muốn thảo luận với anh.